Ca khịa hoa hậu Tiểu Vi phát hai. Tiểu Vi ơi, em có đau không? Ủa vậy hả? Sao bé nó diễn cái nét hoài vậy ta? Không, mà ủi dao nhưng mà vẫn phải mà. Ủi dao. Đau mà, phải nhắc nó đau. Không, mà đúng photoshoot không á? Đó kìa. Vi ơi, em có đau? Không, mà vậy nè, Vi em có đau? Em hả? Ây da. Mà mấy hỏi là em hả? Em đau quá. Mà cái nào cũng vô dáng hết trơn á. Bé nó quen chụp hình rồi. Đau lắm á mọi người. Mọi người phải đi thử tầm khoảng 10 phút, 10 phút khoảng mình là 10 thì phút rất đó. Là đau luôn á. Em nghiêm túc. Tự nhiên nghiêm túc quá không quen. Đón xem chương trình vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Cà Sơn TV.